Kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter SPF 30 with Antioxidant với công thức thành phần cực xịn đến từ thương hiệu mỹ phẩm The Ordinary hứa hẹn khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường cực hiệu quả với mức giá tầm trung được các chị em yêu thích. Hãy cùng khám phá sản phẩm trong kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter Review dưới đây nhé! Tìm kiếm một loại kem chống nắng có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường lại vẫn giữ được vẻ rạng ngời của bản thân là công việc cả thanh xuân chị em chúng ta liên tục theo đuổi. Sản phẩm kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter SPF 30 with Antioxidant đến từ thương hiệu mỹ phẩm The Ordinary được các tín đồ làm đẹp bình chọn là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho mọi làn da. Kể cả da nhạy cảm, hôm nay, mời bạn cùng D-List tìm hiểu thêm về sản phẩm này qua các phần kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter Review sau đây nhé. Thành phần nổi bật có trong kem chống nắng Mineral UV Filter SPF 30, kem chống nắng chứa khoáng chống oxy hóa The Ordinary Mineral UV Filter SPF 30 with Antioxidant có thành phần xịn sò so với giá cả thì quá rẻ. Với bảng thành phần này cũng hứa hẹn mức chống nắng tương đối cao và an toàn, không khiến bạn phải lo lắng. Kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter SPF 30 with Antioxidant với công thức lọc khoáng UV cung cấp bảo vệ da nhờ độ SPF 30 và hỗ trợ chống oxy hóa, hydrat hóa và chống kích ứng cho da. Các công thức lọc UV khoáng chất ở kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter SPF 30 không sử dụng bất cứ loại hạt nano nào. Thay vào đó, sự phân tán tinh chế của ZnO và TiO2 được micro hóa trong các silicon linh hoạt, dễ bay hơi và không gây mụn nhờ tối ưu hóa lượng chất ngăn chặn trong công thức thành phần mỏng nhẹ. Theo kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter Review, công thức thành phần của nó chủ yếu sử dụng ZnO cho tác dụng bảo vệ da vì ZnO không chỉ có thể hấp thụ tia UV mà không tạo ra các gốc oxy hóa và TiO2 dạng rutile hỗ trợ chống lại các gốc oxy hóa hiệu quả. Một số thành phần nổi trội trong kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter Bioactive Antioxidant Network là một sự kết hợp mạnh mẽ giúp quét và trung hòa các gốc tự do, làm giảm thiểu cường độ của bức xạ UV thâm nhập vào da, bảo vệ màng sinh học tự nhiên và hỗ trợ các phản ứng của da đối với tia UV. BioSugar Complex, một sự kết hợp pha trộn độc đáo của các phân tử hút ẩm với độ bao phủ nhiều lớp cung cấp cả hydrat hóa ngắn và dài hạn, đồng thời cũng tăng khả năng giữ độ ẩm tự nhiên của da. Skin Identical Lipid là chất béo giúp khôi phục hàng rào cản ánh nắng tự nhiên của da đã bị tổn hại trước đó và ngăn ngừa sự mất hơi nước qua da. TEWL Peperian Pepperberry trong kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter SPF 30 with Antioxidant dầu flavanol, anthocyanin và khoáng chất. Công nghệ này giúp làm dịu da ngay lập tức khi tiếp xúc với ánh nắng. Công dụng của kem chống nắng Mineral UV Filter SPF 30 làm giảm cường độ của bức xạ UV từ ánh nắng mặt trời khi thâm nhập vào da, làm khôi phục và bảo vệ màng sinh học tự nhiên của da, giúp làm dịu các phản ứng của da ngay lập tức khi tiếp xúc với nắng. Kết cấu kem lỏng nhẹ, không gây bết xít hay nhờn mụn, chỉ số chống nắng SPF 15 giúp bảo vệ da trước sự tác động của ánh nắng và môi trường, giảm thiểu cường độ bức xạ vào da của tia UV và các tia cực tím, cấp ẩm và giữ ẩm sâu cho da trong một thời gian dài. Có thể sử dụng như lớp kem lót trang điểm, kết cấu dễ tán trên da, không gây nhờn dính, không gây nặng mặt hay bí da. Texture kem tương đối đặc, dễ tán, cảm giác lúc mới apply là khá bóng nhờn nếu bạn apply lượng đủ khu công nghiệp cho mặt. Nhưng nếu bạn đợi khoảng 101-5 thì chi lớp mét khá lì, khác hẳn cảm giác bóng nhờn lúc trước. Lưu ý, công dụng có thể khác nhau tùy theo cơ địa. Cách sử dụng kem chống nắng Mineral UV Filter SPF 30. Thoa kem chống nắng The Ordinary lên da trước 15-20 phút trước khi tiếp xúc với nắng. Nếu bạn hoạt động ngoài trời liên tục thì hãy bổ sung lại kem chống nắng ít nhất 2 giờ một lần hoặc ngay sau khi tiếp xúc với nước. Lau khăn hoặc da mồ hôi nhiều, có thể tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu hoặc bác sĩ trước khi sử dụng lên da. Ngừng sử dụng nếu xuất hiện trường hợp dị ứng với thành phần như phát ban, mẩn ngứa. Hy vọng bài kem chống nắng The Ordinary Mineral UV Filter Review trên đã cung cấp đủ thông tin cần thiết để bạn tự tin chọn lựa sản phẩm này vào tủ đồ chăm sóc da hàng ngày. Với mức giá 300.000 đồng tip 50ml thì hẳn không còn chần chừ gì nữa đúng không? Chúc bạn luôn xinh đẹp và ủng hộ D-List nhé! Lưu ý nhỏ, kem chống nắng có chứa silicon nên chống chỉ định cho bạn nào dị ứng với silicon. Link mua sản phẩm kem chống nắng The Ordinary mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé.
Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.